Mới ngày 15 giữa 15 là vì ở dưới này nó có là huyệt khác 179, thì nếu mà giữa hai huyệt 179 thì nó là 312. Nên không thể nói là ở cái này mà nói 26 này, 26 nằm trên này cũng khoảng mấy ly. Đây là 26. 26 là hay dùng lắm, rất lớn mà cũng hay dùng. Tới 27. 27 là nó nằm ở tuyến ngang á, thì nó là giữa cái 6 và cái 7. Tuyến dọc là C. Phải sửa. Cái quay lại ra này là cái này là tới 200 229 người. Nói chung anh làm anh cứ lùa tới là nó lùa, nhưng mà kia không kịp, tôi bảo đám mày lùa. Anh không biết thì anh. Bây giờ nếu mà theo cái cuốn này á thì có tới trên 300 nguyệt. Thành ra bây giờ chúng tôi chọn lọc lại đó là khoảng 100 nguyệt. 100 nguyệt mà hay xài đó, hay dùng ở trong mấy phát đồ. Vì thế thì nó có lẽ nó đảm bảo cái thời gian hơn. Thì và trong cái vừa hôm qua đã học tới nguyệt thứ 21, bữa nay bắt đầu nguyệt 22. Và hôm nay chúng tôi đổi cái cách dùng, tức là chúng tôi sẽ dùng cái bút đen này nè, phớt này nè, để chấm lên mặt của cô Thanh Thúy. Như thế các bạn sẽ dễ nhìn ra hơn cái quyệt. Hôm qua mà làm quay giò rồi á, ấn rồi rút ra đó, thì các bạn không thấy. Là như thế thì nó khó cho trong vấn đề nhận định ra cái vị trí của quyệt. Bây giờ chúng ta làm việc bằng cái cách này. Bây giờ chúng ta làm quyệt 22 thì tôi sẽ coi mô tả, thì chúng ta sẽ thấy rằng á, là quyệt 22 nó ở giữa cái tuyến 11 và tuyến 12, tuyến ngang và tuyến dọc ô. Thấy tình hình nó sẽ như thế này. Trên hình các bạn thấy quyệt 22 thế này, nó thôi cận ảnh đi. Quyệt 22, tức là nếu chúng ta cái cách lấy á, thì chúng ta sẽ lấy rằng quyệt 87 tới 107 này á, chúng ta chia ra làm 5 phần thì nó là 2/3 từ dưới lên, nó là dễ lấy. Nhưng muốn lấy hàng 3 thì cũng khó, chúng ta lấy ở giữa rồi chúng ta kéo xuống một chút thôi xíu thôi. Đó, tôi lặp lại nha. Lấy cái chuẩn á, là từ 107 xuống cho 87 là đây, lấy tay để trước. Đó. Rồi chúng ta lại lấy cái, chúng ta chia ra phân nửa đoạn này gì? Đây nhích xuống là 22 nằm đây. Ở cái 22 không? Thế tôi làm cho các bạn thấy như thế này. Lặp lại nè. Đây là 107, đây là 87, là ở giữa u tràm. Thì nó là lấy 2/3 ở dưới lên, đây còn là 3 phần. Thì muốn lấy 2/3 thì lấy giữa trước kéo xuống cho 1 ly, thì nó ra cái quyệt này là quyệt 22. Rồi xong chúng ta sẽ nói quyệt kế tiếp là quyệt 23. Quyệt 23 đó thì nó ở đầu mũi á. Chúng ta coi cái cuốn hướng dẫn này á, thì chúng ta sẽ thấy mô tả thế này. Đó là ở tuyến ngang 7 và 8 và tuyến dọc ô, tức là đường giữa mặt. Thì trên hình nó sẽ như thế này. 7 và 8 là 7 là 8 nè. Kéo ngang đây á, tuyến dọc ô là 23 nằm đây. Tức là đi đường dọc giữa mặt 23. Thì chúng ta canh cái đường giữa lên chỗ khoảng đầu mũi này. Và chúng ta chia cái đoạn này ra làm 1, 2, 3. Chúng ta chia làm 4 đoạn. 4 đoạn thì cái đoạn thứ nhất á, đoạn nhất là 173 lên á, là 123. Đoạn thứ nhất. Mấy 3 nằm đây, 1 nằm đây. Chúng ta lấy đoạn nhất là chỗ này là 123. Như người hôm qua nó 123 rồi. Bạn thấy 123 đấy. mơ như vậy. Thì tôi để cái này chấm nguyện thì các bạn lại khi mà các bạn học cái này đó, các bạn mở đồ hình coi thì dễ tìm ra nguyện. Và lúc bây giờ cũng lấy que dò luôn luôn nhớ, mặc dù mình biết cái việc đó là nó nằm ở đó, nhưng mà chúng ta bao giờ cũng phải lấy que dò chúng ta kéo, và trúng được cái là nó đau khác với những cái vùng xung quanh, nó đau khác thường, thì đó là quyền. Và nếu lệch có một ly thì không ra, nhưng mà nếu mà chúng ta dán cao sang bát á, thì nó hơi trùm xê xích đỉnh, chúng ta không sợ. Chúng ta dùng nguyện thì chúng ta biết vị trí rồi, dán cao sang bát lên, chúng ta không ngại. Chỉ có chính xác nhất là cái khó là khi châm kim á, nhưng mà ở đây chúng ta không có học châm kim, chỉ có quay giò thôi. Nhưng mà quay giò lại nhờ cái cách giò nó kéo, thành ra nhận thức được là cái ở nơi chỗ nào là đúng việc. Bây giờ tới 26, 26 thì tức là quá dễ rồi. 26 thì chúng ta sẽ qua đây nè, tức là nó giữa hai đầu mày, giữa hai mũi 65. Bây giờ chấm lên đây một cái, này giống mấy người Ấn Độ, ở Ấn Độ thì chấm đỏ. Còn đây mình chấm đen. Bây giờ chấm như thế này ngồi mặt cô này luôn. Bây giờ em có cần chùi không? Không cần hả? Cho ấy luôn ha, để chút chùi luôn ha. Bây giờ tới 29 nha, 29 là lạ lắm. 29 á, các bạn coi đồ hình á, các bạn sẽ thấy rằng chúng ta phải lấy cái chuẩn là khóe miệng nha, chứ chúng ta không lấy chuẩn là cái đường tuyến dọc tuyến ngang đâu. Thường thường có những cái nguyệt chúng ta lấy chuẩn là mốc cơ thể thôi. Thì từ khóe miệng này nhích ra chừng khoảng vài ly thôi, 2 ly 2 đến 3 ly thì chúng ta sẽ dò ra cái quyệt đó. Chúng ta ví dụ thấy nè, đó thấy không, thế nhiên ta nhăn mặt là đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta này điểm này cũng cười lên rồi nhọc hả? Đây một người viên đó, nay mới một người ăn hàng đâu nha này. Đó là quyệt 29. Bây giờ tới quyệt thứ 34. Quyệt 4 là quyệt cũng khó lấy đó. 34 theo trong cái đồ hình này thì chúng ta mới coi cái đầu mày làm chuẩn. Theo kinh nghiệm á, thì từ 65 chúng ta tạt về phía bên trên và về phía ngoài chừng khoảng 1 phân, không tới 1 phân nữa, khoảng đó trở lại thôi, ta sẽ vượt 34. Nhưng mà tính trên đồ hình nếu mà nói theo kiểu mà bản đồ định vị thì chúng ta sẽ thấy rằng nó nằm ở giữa cái tuyến C và D. Nhưng mà tính như vậy là phải kéo ra phải giống cái tiếng mà hơi khó. Chúng ta chỉ tính cái chuẩn đầu mắt này nè, khóe mắt là dễ chuẩn nhất. Vì chỉ có nhiều cái chân mày á, nó giao nhau, thành ra nếu chúng ta lấy đầu chân mày chúng ta không lấy được. Do đó chúng ta lấy cái mà nó có cái cố định là cái khóe mắt. Thì các bạn nên nhớ rằng á, cái quyệt 34 nè, nó nằm ở phía trong cái khóe mắt này chứ nó không nằm ở dọc này hoặc là nằm ngoài. Lấy chịu khóe mắt này và nó trên cái chân mày một chút, vài ly. Bây giờ tôi làm cho coi. Thì bắt buộc chúng ta phải canh cái mắt này, thì nó ở phía trong cái mắt này chút xíu. Lại nhớ lấy chuyện cái mắt này phải trong chút xíu nha. Bởi vì lúc dạy cho mấy người ngoại quốc á, thì mình thấy nhờ cái cơ thể họ cũng có chút cái hơi khác mình, cái chỗ khoảng cách giữa hai cái mắt với lại cái đầu mày nó hơi khác, và cái mũi nó không có tẹt gì luôn, mình nó nhỏ lại mà nó cao. Thành ra đó là nếu mà mình không lấy cái chuẩn là đầu cái mắt này mà mình lấy cái chuẩn đầu mày này thì nhiều khi mình lấy không được. Thành ra tôi lặp lại 34 á, nó trên cái chân mày một chút xíu, mấy ly thôi, và ở cái mắt nó phía trong cái mắt một chút, cũng vài ly thôi, chứ nó không có song song cái mắt hay là ở ngoài. Tất nhiên là biết rồi nhưng mà vẫn phải lấy que dò chứ không phải là chúng ta không dò, phải không? Phải không? Đó, biết nó nằm đây rồi vẫn phải lấy. Khi chúng ta chữa bệnh chúng ta vẫn phải lấy que dò, chúng ta kiểm tra lại. Bây giờ tới quyệt 38 nha. 38 thì rất dễ. 38 theo cái hình này á, thì nó là nằm ở cái tuyến 9, tức là tuyến đi ngang qua quyệt 63, và nó, nhất định nó phải nằm trên cái nếp nhăn mũi má, mình gọi là pháp lệnh. nếu mình không cái căn cứ vào cái mốc cơ thể này á, mà mình căn cứ vào tuyến tuyến dọc á, thì nhiều khi nó sai đó. Bị cái việc này thường thường lấy chúng tôi hồi đó lấy tìm ra là trên cái nếp nhăn, cái nếp nhăn mũi má, thích tướng thì gọi là pháp lệnh. Ví dụ mấy người trẻ này thấy nè, những người lớn tuổi thì thấy cái nếp nhăn nhiều hơn. Bây giờ chúng ta lấy về giò, chúng ta giò trước rồi, nó ở và đây số 3 nha, mình chúng ta kéo nhau đi tới đây, chúng ta muốn bán mình đây, dìm giò nè, đó, tới đây, đó đúng. Thì bây giờ chấm cái đây bạn thấy nè, đó, tức là nó ngang cái giữa này, nhưng chung là nó ngang là 38 hai bên nha, hai bên. Còn khi nào bị là một bên thì tôi nói bình thường là hai bên. Bây giờ chúng ta bắt đầu việc 39 thì quá dễ, là vì lý do nó ở ngay cái nếp nhăn mũi má này nè. Chúng ta kéo cái chân cái mũi đi ngang ra đây, đụng cái nếp nhăn mũi má, thì cái việc 39 là việc bao tử, nó nằm trên nếp nhăn mũi má này. Đó, giờ đau rồi, bây giờ bắt đầu để vô nè, chấm vừa nè. Chính nằm đó. Giờ tới quyển 40 nha. Không có, quyển 41 đi, quyển 41. Xin lỗi hồi nãy tôi thiếu cái quyển 36, quyển 36. Bây giờ qua quyển 9 rồi, quyển 36. 36 thì nó nằm ở đây. 36 nó nằm gần 39 thôi. Tức là 36 là nó ở giữa cái đoạn mà 39 là 38 hồi nãy học rồi. Thì là quyển 36. 36 cũng là quyển quan trọng. Nó 36 là nó ở giữa cái 38 và 39. 38 đây, 39 ở giữa đây. Điều 36 này. Dưới này chấm biết làm gì không thôi. Đó, quyển 36. Tức là dưới quyển 39 vài ly thôi. Bây giờ tới quyển 41. 41 là cái quyển đỡm. Thì chúng ta muốn lấy quyển 41 thì phải lấy quyển 50 trước. 50 thì dễ lấy. 50 là cái tuyến đi qua giữa con người, tuyến dọc đó. Còn cái tuyến ngang thì từ cái chân cánh mũi đi ngang ra, thì chúng ta lấy 50 trước, sau đó chúng ta lấy 41 là nó ở bờ biên, tức là tiếp tuyến lên bờ ngoài cặp đen. Chúng ta canh như thế này mà nó ở phía ta mặt thôi. Bây giờ chúng ta đây này, nó thẳng nó lấy được, đừng ngồi ngó nè, tuyến ngang này nó thẳng nè. Lấy 50 trước. Ở giữa là quyển 50, giữa người đi xuống ở bờ, chân cái mũi kéo ngang ra, kéo lên là quyển 41 thì nó tiếp tuyến vào trong bờ ngoài đồng đen. Thì nó giúp cho mấy ly thôi. Nó nhích ít hơn, tức là bây giờ xin lỗi. Không có trong này. Sát với bờ ngoài đồng đen. Các bạn thấy cái huyệt 50 thì nó ở giữa, còn cái huyệt 41 thì nó ở ngoài. Mới đi thôi. Vì huyệt trên mặt nó rất là khích. Thành ra nếu mà mình muốn mình kỹ mình làm thì mình phải học kỹ như thế và kết hợp với quay giò thì chúng ta sẽ ra. Hồi xưa trong những giai đoạn đầu của diện chẩn thì châm kim coi lại mình nó rất chính xác là vì nó có cái mũi kim rất nhỏ và chúng ta nó châm rất chính xác bằng cái cách châm theo bất thánh điểm. Bây giờ huyệt 43 thì nó ở trên cái đầu mũi. Cũng ba các bạn xem trong hình á thì nó sẽ là ở giữa cái đoạn nối hàng 61 đây, như vậy lấy thôi. Nếu bạn đã định vị được 61 rồi, bạn nối hai 61 lại thì ở giữa đó, nó nằm trên tướng ô, và ở giữa cái đoạn mà hai 61 thì nó là huyệt 43. Đó. Còn mũi số 1 thì như đã nói, nhích lên một chút xíu thì 1 ly là ra số 1. Bây giờ tới 45 là ở hai bên 43. Các bạn sẽ thấy cái huyệt 45 nó nằm đây. 45 nó nằm trên cái tuyến mà ở giữa cái khoảng cách từ 26 tới 65, tức là tuyến B. Trên thực tế mình nhít ra vài ly là gặp, từ 43 mình nhít ra vài ly là gặp thôi. Khi mình có cái cây quay giò này mình giò không đó, mình mà giống như nó có hai bên, tôi vẽ thêm bên này cho bạn thấy. Nó là hai bên như thế. Bây giờ tới huyệt 50 là học rồi, 50 này học rồi đây. Tức là từ chân cánh mũi kéo ngang ra, từ giữa người đi xuống. Huyệt 51 là nó ở ngang huyệt 87, nó ở ù càm này. Ù càm này nó ngang huyệt 87, kéo ngang ra thì đụng cái đường đi qua khóe mắt. Chúng ta sẽ thấy như thế này. Chúng ta muốn lấy huyệt 51 này, chúng ta lấy huyệt 87 trước. Đây là ù càm, cái này gọi là ù càm này. Ở giữa ù càm là huyệt 87. Đó. Từ 87 chúng ta kéo ngang ra, gặp cái đường đi ngang qua đường cái mắt. Ở đây chúng ta sẽ kéo ngang đây. Nó cũng có hai bên vậy. Bên này 51. Bây giờ tới quyển 57. 57 thì nó hơi khó lấy chút xíu. Bạn căn cứ một mốc cơ thể thôi chứ là không cần tuyến. Thì chúng ta sẽ lấy quyển 57. 57 là về tim. Đây, chúng ta căn cứ vào cái đường cong này. Cái đường cong này nè, và nó nằm trong cái kẹt này, sâu trong này đó, đúng không? Đó thôi. Cái này về tim, giảm nhịp tim. nằm chút trong. Buổi 16 hôm qua quên để cho thể các bạn không nhớ, tôi lặp lại 16 hôm nay. Chỗ này buổi 16. Bây giờ tới quyệt 50 54 55. 54 55 thì là 7 rồi, 54 55 thì nó ở sau này. Nó đằng sau lỗ tai. Các bạn nghiên cứu vào cái rãnh này. Ở đây kéo thẳng giữa lỗ tai thì nó có cái gờ này, cái chỗ cái sụn này. Có người thấy rõ lắm, có người thấy không rõ. Ví dụ cô Thúy này chỗ này thấy không rõ. Nhưng mà biết rằng ở khoảng giữa cái tay này chỗ cái xương sụn lên này, thì đây nó có một cái làn gân này. Phía trên làn gân này á, là huyệt 54. Phía dưới làn gân này là huyệt 55. Huyệt này trị nhức đầu, trị huyết áp, trị huyết ngang, nó khen. Bây giờ tôi chấm huyệt. Đó, các bạn biết 54 55 lần đó. Sẵn làm luôn quận 15 đây nè, hôm qua tôi nhắc lại coi như lặp lại quận 15. Ở đây cái này chỗ này nó thốn. Chỗ này là quận 15, nó ở trong cái hốc này nè. Mình phải lấy bây giờ rồi, đúng nè. Đó. Chỗ này chúng ta sẽ để được 15 đây. Đó. Các bạn thấy 15. Chúng ta phải lấy về dò, ấn về sâu trong số để cái chỗ nó cũng hơi lớn. Bây giờ huyệt 58. 58 thì có một bên 58 theo đồ hình á, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Ở chỗ huyệt 61 đi ra ngang huyệt 61, ngang phía bên trái á, đi ra chừng vài ly, có thể 5 ly thì chúng ta sẽ thấy cái huyệt, một huyệt gọi là huyệt 58. Huyệt này chủ về và phần trái của gan, cái thùy trái của gan. Thì nó gần tới cái đường tiếp tuyến với lại bờ trong rồng đen. Đây là 61. Chúng ta kéo ngang ra đây. Chúng ta giò. Cái này có gì đây? Đây nè. Sao? À đây. Chỗ người có một người nào. Nhưng mà vị trí 58 nó nằm chỗ này. Đó, 58 này là 61 nằm đây. Bây giờ 59 với 60 là khó đấy, mà nó ở, nó là huyệt tim, nó ở cái đỉnh xương gò má. Thì chúng ta căn cứ vào đây, trước tiên chúng ta qua cái đồ hình 59 nằm đây, thì nó ở chỗ gò má và nó ở ngang quận 73 là xương hổ mắt, xong kéo ngang ra nó gặp 131 đi xuống là huyệt 59. 131 hôm qua có nói rồi, đó là cái huyệt bờ trong xương ống mắt. Chúng ta căn cứ vào đây này, cái tay nằm trước, bàn trước để có bờ xương ống mắt nằm đây, kéo ngang ra đây bờ xương ống mắt này màng này, tầm 31 nằm đây, cái xương ống mắt. Chỗ ngoài tàm này, chỗ cái mờ trũng sâu nè. Đó. Đó. Kéo ngang đây. 59. Đó. Đó. Người xương mắt. Vì 59 thì nó còn nằm ở chỗ phía nó đường cái đường tuyến 131 đi xuống đó, nó ngoài cái khoảng ngoài cái này. Cái 1060 nó ngang 1059 nhưng mà nó lại nằm trên cái đường của việc 130. 130 tức là cái tuyến bờ ngoài xương hổng mắt. Càng lên chúng ta thấy cái xương đường này. Canh này nè, cái vụ này. Đó. Tháng 10 làm tốt rồi. Rồi quyệt 61 thì biết rồi, hôm qua lặp lại nữa. Cuối cái đường viền mũi là quyệt 61. Quyệt 62 hơi khó lấy một chút. 62 nào với cạm. Thì cái mặt nghiêm nó đấy, cái đường hình nghiêm nó đấy. 62 nằm trên tuyến em của đường hình nghiêng và nằm đi ngang qua quyệt 127. Tuyến em là tuyến mà từ quyệt 60 đi xuống là tuyến em. Từ 60 đi xuống là tuyến này. Ngang là 27. Ngang là 27 mình thấy đây. Đó. Một tuyến dọc ngoài đây, tức là nó nằm gần cạnh hàm đó. Cạnh quai hàm ngang ra 27. Quyệt 62 đó, quyệt 62 tuyến 130 đi xuống, tuyến 127 kéo ngang qua quyệt 62. Bây giờ tới quyệt 63. 63 là rất dễ, hỏi là giống tuyến vậy, cứ giữa cái ảnh nhân trung á, mình chấm giữa là đúng. Đó quyệt 63. Quyệt 64 cũng quá dễ. 64 lấy căn dưới quyệt cánh mũi này, căn cánh mũi. Hỏi rồi. 65. Giờ tới 65 nha, 65 ngay đầu ngoài nè, đầu phía trường trên đó, chỗ này. Còn phía dưới nó lại làm cái quyệt khác.